Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để có thể xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm sớm cho những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19. Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, 5 năm có 300 bác sĩ tay nghề cao xin nghỉ việc. Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước ngày 27 tháng 12. Bệnh viện Mỹ đối mặt với nguy cơ vỡ trận trong ngày tồi tệ nhất vì Omicron. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Phải trả lại tiền cho nhà nước. Thưa quý vị, không thể kìm nén là bức xúc và bất bình của xã hội đối với hành vi thổi giá kit xét nghiệm chống dịch COVID-19 của công ty Việt Á. Sự bất bình đó là chính đáng khi bước đầu qua điều tra cho thấy hàng ngàn tỷ đồng đã bị chiếm đoạt qua hành vi bất lương, trục lợi trong đại dịch. Với 5 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm trị giá 151 tỷ đồng, Giám đốc CDC Hải Dương đã được công ty Việt Á lại quả lên đến gần 30 tỷ đồng, 20% giá trị hợp đồng. Đây chỉ là số tiền lại quả cho một đối tác. Trong số 4.000 tỷ đồng kit xét nghiệm đã được tiêu thụ thì tổng số tiền lại quả là bao nhiêu? Tiền lại quả tất nhiên được lấy từ việc thổi giá, mà đó chính là tiền từ ngân sách, tiền của dân, của nước. Trong khi cả nước đang phải tiết kiệm từng đồng để chi cho cuộc chiến cam go chống lại đại dịch COVID-19, hành vi rút ruột tiền chống dịch của công ty Việt Á và các tham quan là không thể chấp nhận được. Công lý và công luận đòi hỏi phải thu hồi cho bằng được số tiền này. Ngoài ra, hành vi thổi giá chỉ là một phần của vi phạm. Phần không nhỏ khác là hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ của nhà nước. Theo những thông tin được truyền thông cung cấp và được VTV khẳng định, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới nCoV mà Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện là một trong 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cuối tháng 1 năm 2020 và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia nghiệm thu ngày 3 tháng 3 năm 2020. Như vậy, thành quả nghiên cứu này là tài sản trí tuệ nhà nước. Về mặt pháp lý, phần này phải được trả về cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ là nhà nước. Nếu vì lợi ích quốc gia trong phòng chống dịch, nhà nước chấp nhận từ bỏ quyền của mình, thì giá của tài sản trí tuệ phải được khấu trừ trong giá thành sản phẩm. Thật ngược đời khi các cơ quan phòng chống dịch của nhà nước lại phải bỏ tiền ra một lần nữa để mua chính tài sản trí tuệ của nhà nước từ công ty Việt Á. Vụ án sẽ sớm được xét xử và những tội trạng sẽ bị vạch trần và xử nghiêm. Nhưng điều quan trọng là phải thu hồi được số tiền lớn của nhà nước đã bị thất thoát trong mỗi bộ kit xét nghiệm. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo đẩy nhanh và mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và xử lý sớm vụ án tại công ty Việt Á. Của nhà nước phải trả lại cho nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm sớm cho những trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, nói về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịch bệnh tại thành phố còn phức tạp, mỗi ngày vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới, 40 đến 50 trường hợp tử vong. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 9.125 bệnh nhân, trong đó có 297 trẻ em dưới 16 tuổi, 436 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Dự báo số ca mắc mới và ca nặng phải dùng máy thở trên địa bàn thành phố còn nhiều. Thành phố tiếp tục đẩy nhanh hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo thống kê, số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 22 tháng 12 là 7.971.062 mũi 1, 6.959.949 mũi 2, 50.959 mũi bổ sung và 141.890 mũi nhắc lại. Riêng đối với nhóm nguy cơ cao, thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành rà soát. Theo kết quả, thành phố đã lập danh sách 584.403 người,
trong đó 7,1% người đã tiêm một mũi, 88,7% người đã tiêm đủ hai mũi. Đáng lưu ý, ghi nhận 24.420 người chưa tiêm vaccine, chiếm 4,2%. Về công tác tiêm vaccine COVID-19 cho những người chưa tiêm, tính đến ngày 22 tháng 12, thành phố mới tiêm được gần 4.400 người trong nhóm này, chiếm 18%. Ông Nguyễn Đức Hải nhận định, tỷ lệ tiêm được 18% trong nhóm này là chậm, đề nghị ngành y tế tăng tốc tiêm chủng cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 vẫn được thành phố tiếp tục triển khai. Trong đợt tiêm vaccine lần này, ưu tiên số 1 là đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. Y tế phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao còn 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ lại chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lực lượng y tế sẽ vận động tiêm và tiêm sớm cho những trường hợp chưa tiêm. Bởi vì một số người lớn tuổi chống chỉ định tiêm hoặc là người ta có lý do khác. Đề phòng nhóm nguy cơ chưa tiêm sẽ bị nhiễm và trở nặng, sắp tới y tế sẽ đến từng nhà, từng người để hỏi thăm, vận động rồi tiêm cho đối tượng này, mong là người dân sẽ đồng lòng để tiêm. Thứ hai là đối với những người suy giảm miễn dịch, thực hiện tiêm bổ sung sau 28 ngày kể từ mũi thứ hai. Ngoài ra, tiếp tục tiến hành tiêm nhắc đối với đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. Tinh thần là tiêm bằng hết, khi đối tượng nguy cơ cao tiêm đủ 2 mũi rồi sẽ tiêm nhắc, tiêm đủ cho các đối tượng này. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, hiện một số quận huyện đã tổ chức tiêm bổ sung cho người suy giảm miễn dịch, tiêm nhắc cho người nguy cơ đã tiêm mũi 2 đủ 3 tháng. Còn những trường hợp khác cũng triển khai tiêm theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Cụ thể, người đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh được tiêm ngay sau khi hoàn thành cách ly y tế theo quy định, thay vì phải chờ đủ 6 tháng như trước. Cuối cùng, học sinh, người dân đã hoàn thành 2 mũi cơ bản sẽ được lập danh sách để tiêm nhắc toàn dân. Liên quan đến nhóm nguy cơ cao, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, thành phố Thủ Đức đã và đang tiến hành chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thống kê thành phố Thủ Đức có hơn 60.000 người thuộc nhóm này. Kế hoạch đề ra triển khai tiêm mũi bổ sung cho các đối tượng này và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, thành phố Thủ Đức cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông Hoàng Tùng cho biết, thời gian qua 60% số tử vong do COVID-19 tại thành phố Thủ Đức là những trường hợp chưa tiêm vaccine, trong đó có cả những trường hợp có bệnh lý nền và không có bệnh lý nền. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đánh giá, nếu không tiêm vaccine, người dân sẽ gặp nguy hiểm. Việc tiêm vaccine sẽ có khả năng bảo vệ sức khỏe bản thân tốt hơn nếu chẳng may nhiễm COVID-19. Hiện thành phố Thủ Đức vẫn duy trì hoạt động 22 điểm tiêm vaccine. Đối với trường hợp chưa có điều kiện đi đến trạm y tế, thành phố sẽ hỗ trợ người dân tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đề nghị người dân trên địa bàn nói riêng và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung hãy tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, 5 năm có 300 bác sĩ tay nghề cao xin nghỉ việc. Thưa quý vị, trong 5 năm qua, 300 bác sĩ tay nghề cao của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã nghỉ việc để sang Bệnh viện Tư Lạc. Đó là thông tin được bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết tại Hội nghị Tổng kết Công tác ngành Y tế Đồng Nai năm 2021 và giao chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 12. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai là nơi được Bộ Y tế chọn đặt trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Theo kế hoạch là 500 giường nhưng thực tế chỉ 200 giường do thiếu nhân lực. Lúc cao điểm, trung tâm có hơn 300 nhân lực, trong đó Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai chiếm 46%, số còn lại được Bộ Y tế điều động. Từ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Ca vào, đến nay chỉ còn 179 người. Nhân lực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai vẫn chủ đạo với 85%, còn lại là Bệnh viện Phổi Trung ương. Bác sĩ Dũng cho biết sau khi Đồng Nai chuyển sang trạng thái bình thường mới, số bệnh nhân COVID-19 nặng nhập viện vẫn cao, nhưng nhân lực ngày càng thiếu, một phần do các bác sĩ nghỉ việc chuyển sang bệnh viện tư làm. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng cần xem lại chủ trương tự chủ tài chính của các bệnh viện, tự chủ nhưng thu nhập phải tăng lên.
Nếu không bằng bệnh viện tư thì tối thiểu cũng phải sống được, còn không bác sĩ bỏ bệnh viện công ra bệnh viện tư là mất nguồn nhân lực. Bác sĩ Dũng nói, trong năm 2021, bệnh viện có 114 viên chức lao động xin nghỉ việc, trong đó có 34 bác sĩ, 42 điều dưỡng. Hiện còn 10 y bác sĩ khác xin nghỉ việc nhưng chưa giải quyết. Ông Dũng cho biết thêm, trong 5 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất mất khoảng 300 bác sĩ tay nghề cao. Bác sĩ Dũng nói, cứ đào tạo tay nghề giỏi là đi, trưởng, phó khoa cũng đi, chúng tôi phải liên tục đào tạo. Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, nguyên nhân các bác sĩ nghỉ việc là do thu nhập thấp. Trong khi đó, áp lực lại nhiều, bệnh viện chúng tôi tự chủ thu chi, nhưng thời gian qua do Covid-19 nên số lượng bệnh nhân đến khám chữa trị không nhiều, chủ yếu là trị Covid-19, dẫn đến nguồn thu ít. Anh em trong này khổ hơn, làm việc nặng hơn nhưng thu nhập lại thấp. Trong khi cái gì nặng thì bệnh viện tư đẩy qua hết, đây là một bất công. Dịch tiếp tục diễn biến xấu, Nam Định đặt mục tiêu hoàn thành tiêm phủ mũi 2 trước ngày 27 tháng 12. Thưa quý vị, hôm nay cùng với ghi nhận số ca F0 mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nam Định đã đánh giá tình hình, đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh này đang có chiều hướng tiếp tục gia tăng mức độ phức tạp với số ca mắc, số ổ dịch tăng cao, nhiều ca mắc ngoài cộng đồng. Cụ thể, trong ngày 24 tháng 12, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 121 ca mắc mới Covid-19, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 71 ca ghi nhận ở cộng đồng, ở 8 trên 10 huyện, thành phố. Tính từ ngày 7 tháng 5, phát hiện ca đầu tiên trong đợt dịch mới, đến nay Nam Định đã ghi nhận trên 2.700 ca F0, trong đó có tới trên 1.000 ca ở cộng đồng. Theo thống kê, trong 8 ngày gần đây, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận 601 ca COVID-19. Đánh giá của tỉnh Nam Định xác nhận tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng, bình quân ghi nhận gần 70 ca trên ngày và liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, chợ dân sinh, doanh nghiệp. Chiều ngày 24 tháng 12, trao đổi với báo chí về giải pháp đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, giải pháp chủ chốt của tỉnh này hiện nay là phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông Trần Anh Dũng thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ COVID-19 cộng đồng, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để mời người dân đang sinh sống trên địa bàn đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Chỉ đạo huy động lực lượng, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi, mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trước ngày 27 tháng 12 năm 2021. Tỉnh Nam Định yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu trên. Cũng theo vị lãnh đạo tỉnh Nam Định này, nhằm thích ứng với diễn biến số lượng các trường hợp liên quan đến ca mắc dịch gia tăng mạnh, các cơ sở thu dung không đáp ứng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định vừa quyết định đưa ra cơ chế cho phép tổ chức cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần F1 tại nhà khi đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, yêu cầu thực hiện nghiêm việc ở nguyên tại nhà. Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà. Bên cạnh việc thần tốc truy vết các ổ dịch, các trường hợp mắc mới, Nam Định cũng tăng cường các biện pháp giám sát đối với người về từ các vùng dịch để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh, đặc biệt là biến chủng mới Omicron. Ông Dũng thông tin thêm, chúng tôi đã họp bàn, đề ra các cơ chế biện pháp để vẫn đảm bảo việc thực hiện nghị quyết 128 về chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo không ngăn sông cấm chợ cản trở giao thông, nhưng phải nắm bắt chặt chẽ được tình trạng, nguy cơ của người vào tỉnh để chủ động ứng phó. Bình yên cho những cây cầu. Thưa quý vị, cầu Cái Đôi Vàm dài hơn 100m, phần thân cầu có giá trị xây lắp 33 tỷ đồng. Công trình khởi công vào năm 2020 và đang hoàn thiện phần lan can, tay vịn, đường dẫn thì xảy ra sự cố.
Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12, công trình xây dựng cầu nối từ bờ Nam với bờ Bắc ngang sông Cái Đôi Vàm, huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau bất ngờ bị lún phần trụ chính. Trụ T7 đoạn gần giữa sông. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thì phần trụ bị lún đã sát mặt nước, kéo phần nhịp giữa và nền cầu sụt lún theo, chắn sát mặt sông Cái Đôi Vàm. Đây là sự cố nguy hiểm trong xây dựng cầu. Cho dù thời điểm đó không có phương tiện đường thủy lưu thông qua lại nên không xảy ra tai nạn về người. Cầu Cái Đôi Vàm dài hơn 100m, phần thân cầu có giá trị xây lắp 33 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM. Đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 phía Nam. Công trình khởi công vào năm 2020 và đang hoàn thiện phần lan can tay vịn đường dẫn thì xảy ra sự cố. Ngay sau đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư tập trung nhân lực, trang thiết bị để xử lý sớm nhất có thể sự cố, đồng thời tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm của các bên, có giải pháp để tiếp tục thi công, đảm bảo công trình sớm hoàn thành. Nhận định ban đầu của các bên liên quan có thể do địa chất yếu hoặc bên dưới có túi bùn nhưng cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế, tuy nhiên mọi việc vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Mặc dù không ai muốn, nhưng trên thực tế, sự cố về xây dựng vẫn xảy ra. Trong đó có sự cố xây cầu bắc qua sông. Đây đều là những sự cố lớn, ảnh hưởng kéo dài, việc khắc phục cũng không hề đơn giản. Đáng tiếc là ngoài cầu Cái Đôi Vàm, thời gian qua tại Cà Mau cũng đã xảy ra một số sự cố khác. Trong đó có thể kể đến việc chiếc xà lan chở đầy cát neo đậu gần cầu Cà Trăng bị nước chảy mạnh làm đứt dây neo ngày 12 tháng 1 năm 2017. Xà lan bị trôi và đập vào trụ cột làm gãy đôi nhịp giữa. Hai nhịp cầu hơn 23m bị sụp xuống sông. Trước đó vào ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 2016, cầu Oro bắc qua kênh Oro thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, có hai nhịp dài 20m cũng bất ngờ đổ ụp xuống sông. Nguyên nhân được cho là nền đất yếu, nước chảy xiết, đất hai bên bờ nở rất nhiều, ảnh hưởng đến cầu. Theo các chuyên gia địa chất, tỉnh Cà Mau thuộc vùng đất yếu. Nếu như tình trạng sụt lở đất ở đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây diễn biến phức tạp, thì Cà Mau là một trong những địa phương có nhiều điểm sụt đất nhất. Thống kê năm 2020, tỉnh Cà Mau có trên 1.000 điểm sụt đất, có nơi sâu đến gần 2 mét. Cà Mau là tỉnh có 3 mặt giáp biển nên có nhiều cửa sông, cửa biển, hệ thống sông ngòi chằng chịt. Nền đất đặc biệt yếu thuộc về vùng cửa biển dọc theo những dòng sông, vì thế việc triển khai những công trình xây dựng lớn tại đây khó khăn hơn những nơi khác khi phải gia cố xử lý nền công phu hơn, tốn kém hơn, mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà chấp nhận sự cố đến với những công trình. Cũng như một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, giao thông tại Cà Mau chưa phát triển. Nhiều năm qua, bằng rất nhiều nỗ lực, chính quyền cùng người dân đã cơ bản xóa được cầu khỉ bắc ngang qua kênh rạch, để người dân đi lại dễ dàng hơn. Nhất là ở những tháng mùa mưa kéo dài, đi trên những cây cầu bê tông, nhớ lại những lần trơn trượt trên cây cầu tre lăn nẻo, không khỏi rùng mình. Một trong những nút thắt tại miền Tây Nam Bộ chính là hệ thống giao thông đường bộ, trong đó có những cây cầu vượt sông. Ngân sách nhà nước đã dành khá lớn cho ưu tiên này. Tới đây, tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cà Mau nói riêng còn tiếp tục có thêm nhiều tuyến đường, nhiều cây cầu. Chính vì thế, sự cố cầu Cái Đôi Vàm mới đây là thêm một cảnh báo. Nếu loại trừ yếu tố thiết kế, kỹ thuật kém, nhà thầu ăn bớt thì việc thăm dò kỹ lưỡng nền đất, xử lý chắc chắn sụp lở là điều rất quan trọng để đảm bảo tốt nhất những công trình xây dựng, trong đó có những cây cầu.